Chào mừng tất cả quý các bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh cũng như là Cơ Khí Tinh Thần. Thì để đáp ứng được cái bà con sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi phù hợp với lại nhiều loại vật nuôi cũng như là bà con có nhiều loại nguyên liệu, thì bên Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con cái máy bằm chuối bằm cỏ bằm đa năng 4 chế độ này. Thì cái dòng máy bằm cỏ bằm chuối 4 chế độ này thì nó sẽ có vừa chế độ bằm thô và chế độ bằm mịn. Thì bà con sẽ thay đổi chức năng bằm thô bằm mịn của nó sẽ thông qua cái việc mà bà con xoay cái phần nắp này. Đây, ở nắp này nó sẽ có 4 cái phần góc. Đây, ở đây một góc này, góc này là góc so với cái phần cửa ra máy thì nó là ở góc bên tay trái ở bên cùng đây, thì nó sẽ là cái dòng thái thô nhất. Còn nếu như bà con cần thô nữa thì có thể xoay ra góc đối diện với cái phần cửa ra. Còn nếu như bà con cần mịn nữa thì nó sẽ ở gần bên này, thì bà con cứ xoay một góc 90 độ thì nó sẽ thay đổi cái phần góc thái chuối cho bà con. Và với lại là ở cái miệng ra ở ngay phía trên này thì nó sẽ phù hợp với bà con có nhiều cái loại nguyên liệu, thì có chuối cây hoặc bà con có rau, có chuối, có bèo, hoặc là những loại nguyên liệu bà con không thể cầm tay được thì nó sẽ có dễ dàng hơn cho bà con trong cái việc mà bà con cho nguyên liệu vào. Thì ở trong máy này nó sẽ có bao gồm tất cả là rất nhiều dao. Ở đây thì có rất nhiều dao rồi trong này đây. Thì sau đây Điện Máy Cường Linh sẽ mở ra cho bà con cùng xem ở bên trong nó có bao nhiêu dao luôn. Đây, cái dòng cải tiến mới này thì bà con sẽ có tất cả là 4 cái khóa. Đây, bên trong này sẽ gồm một cái phần dao to với là cái phần bản dao là hai bên đây. Đấy, cái dao này sẽ trực tiếp để bằm nhỏ, bằm khúc cái phần nguyên liệu. Còn với những cái phần dao nhỏ phía bên dưới là tất cả có 8 dao, thì nó sẽ có chức năng để bằm mịn hoặc là bằm nhỏ cái phần nguyên liệu cho bà con ra. Thì như rau, như chuối, như bèo thì bà con khi thả xuống đây thì nó sẽ trực tiếp bằm mịn cho bà con. Ở ngay phía dưới thì bố trí hai cái phần cắn gạt để tránh cái trường hợp mà nguyên liệu nó bị sót lại ở phía trong cái phần lồng thái này. Đấy, thì cái phần cắn gạt này nó sẽ trực tiếp gạt hết tất cả những cái phần nguyên liệu ra phía bên ngoài cho bà con luôn. Đấy, thì phần cửa xả của máy thì ở đây, và có trực tiếp có cái phần để bà con điều chỉnh cái phần góc của cửa xả. Thì cái phần điều chỉnh góc này nó cũng rất là tiện lợi cho bà con trong cái quá trình sử dụng máy. Thì nếu như bà con nào thái chuối cho cá hoặc là thái chuối cần phun thẳng trực tiếp ra ao luôn thì cái máy này vẫn hoàn toàn vẫn có thể đáp ứng được cho bà con. Đấy, với cái độ bắn xa có phần cắn gạt này và phần cửa điều chỉnh này thì bà con có thể bắn xa bắn gần được. Đấy, tùy theo mức độ điều chỉnh của bà con, hoặc là bà con có thể cho xuống thấp như thế này để cho trực tiếp vào chậu. Bà con di chuyển đi, di chuyển lại. Đấy, còn lại máy thì được thiết kế toàn bộ là bằng thép cũng như là sơn chống rỉ như thế này đây. Ở trong bên trong cũng được sơn rất là tỉ mỉ đây. Đấy, bên trong được sơn rất là tỉ mỉ. Đấy, còn lại những cái phần dao này bà con hoàn toàn có thể tháo ra và mài lại. Dao là dao nhíp ô tô, đảm bảo 100% cho bà con. Đấy, vô cùng yên tâm. Còn khi bà con sử dụng thì bà con đóng nắp lại nhé. Đấy, đóng nắp lại như thế này. Đấy, và trực tiếp gài 4 cái phần khóa gài lại. Còn máy thì sử dụng cấu hình motor là 2.2 kW, điện 220. Bảo hành cho bà con 1 năm.